Liên quan đến vụ việc người dân ở chung cư 4S Riverside ở tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bị côn đồ tấn công bằng bình xịt hơi cay và hung khí, ngày hôm nay cơ quan công an quận Thủ Đức đã có lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng và triệu tập nhiều người có liên quan trong vụ việc ngày 11 tháng 12. Theo cơ quan công an quận Thủ Đức, hai đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích là Quách Minh Thắng và Vi Thế Sơn. Hai đối tượng này đều đã có tiền án trước đó. Đồng thời, bốn đối tượng khác dương tính với ma túy đã được lập hồ sơ đi cai nghiện. Các đối tượng trên chính là những người đã hành hung tấn công cư dân chung cư 4S Riverside Thủ Đức. Vào thời điểm đó, thì nhóm người này đều được trang bị bình xịt hơi cay, vũ khí như côn, búa, kìm cộng lực để đến phá rỡ một số hạng mục của chung cư như hồ bơi, khu vực nhà vệ sinh. Trong ngày hôm nay, chung cư đã xây dựng lại hàng rào, đồng thời cắt cử hai bảo vệ tại vị trí hàng rào bị tấn công trước đó. Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ điều tra làm rõ sự liên quan giữa các thành viên chủ đầu tư chung cư với nhóm côn đồ này và xác định ai là người thuê đứng sau cho côn đồ phá hoại tấn công người dân.